Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng nhiều ngày nay đang tập trung chăm lo cho người nghèo đón Tết. Huyện Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận khoảng 6.600 xuất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá hơn 2 tỷ đồng dành cho người nghèo. Huyện cũng đã chuyển cấp quà của Chủ tịch nước và hỗ trợ của tỉnh cho gần 2.000 gia đình chính sách, người có công theo quy định. 300 tấn gạo cứu trợ của Trung ương cũng đã được chuyển về tận nơi cấp phát cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói. Tại thành phố Đà Nẵng, để chia sẻ một phần lợi nhuận giúp người nghèo ăn Tết, công ty Nam Việt Á đã tặng 2.500 xuất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Quảng Nam và Đà Nẵng, và tặng 2 máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện Đà Nẵng, góp phần giải tỏa tình trạng quá tải bệnh nhân chờ chạy thận trong thời gian vừa qua.